Tổng giáo phận Hà Nội, giáo xứ Bảo Long, giáo họ Bảo Long Trong. Lược sử giáo họ Bảo Long Trong 1742-2019. Cách đây khoảng 277 năm, 1742-2019, họ giáo Bảo Long Trong là một thôn thuộc xã An Ninh, Tổng Ngọc Lũ, quận Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh, là nơi xa đường quốc lộ, xa đường sông, là nơi hẻo lánh, đất phù sa miền châu thổ sông Hồng, dân cư còn ít, thời đầu có khoảng 200 người, chủ yếu là sống trong xóm giáo Bảo Long Trong ngày nay. Giáo họ Bảo Long Trong thời kỳ đầu là làng giáo Bảo Long, gồm cả hai xóm trong và ngoài. Từ năm 1893 thời Pháp thuộc, cho khai mở con sông Ninh Giang từ cống đá An Ninh vào cống Dầm, nên từ đó giáo họ Bảo Long tách khỏi xã An Ninh và có tên địa danh là làng giáo Bảo Long thuộc Tổng Như Thức, quận Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Cho đến hôm nay, họ Bảo Long Trong thuộc giáo xứ Bảo Long, Tổng giáo phận Hà Nội. Địa chỉ hành chính ngày nay là xóm 11, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, cách xa thành phố Nam Định về phía Tây Bắc khoảng 12 km ở vùng nông thôn. Giáo họ có số nhân danh khoảng 600 người, có đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và hiện tại có thêm ngôi nhà thờ mới khang trang thật đẹp, nguy nga. Ngôi nhà thờ mới mang tước hiệu nhà thờ dân kính Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2019, một thời khắc đáng nhớ sẽ được ghi vào lịch sử của giáo họ Bảo Long Trong. Ngày chúng ta tề tựu đông đủ trên mảnh đất hiền hòa và thịnh vượng như tên gọi Bảo Long, để vui mừng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn long trọng và cung kính nhất trong ngày khánh thành ngôi nhà thờ kiên cố đầy sức sống cũng mang chính tên gọi Bảo Long. Bảo Long, một cái tên thật đẹp, đã hiện diện trên bản đồ giáo phận hơn 100 năm qua. Bảo Long, một cộng đoàn đức tin kiên vững với những thăng trầm của dòng chảy lịch sử trên mảnh đất này. Ngày 3 tháng 9 năm 2010, bởi tình thương sâu đậm và mạnh mẽ, người cha chung đáng kính Giuse Phạm Minh Triệu, cha đã tin tưởng phó thác nơi tình thương của Chúa. Cha đã mở ra một trang sử mới đầy hy vọng cho giáo họ đạo nhỏ bé về mọi mặt này. Nhìn những cây cọc móng bê tông thật vĩ đại được đóng xuống nền đất này, nền mà trước khi xây dựng ngôi nhà thờ nó đang còn là một cái ao hồ rộng lớn. Thế mà những con người mỏng giòn nơi đây đã không quản khó khăn xây nên ngôi nhà thờ với những cây cọc móng được đóng xuống độ sâu hơn 30 mét. Kính thưa cộng đoàn, ngày 3 tháng 9 năm 2010 là ngày khởi công xây dựng công trình mang tên nhà thờ giáo họ Bảo Long Trong. Cho đến hôm nay, sau 9 năm 2 tháng của lòng tín thác nơi Chúa và sự nỗ lực của mọi thành phần dân Chúa trong họ đạo, công trình này đã hoàn thành mỹ mãn, vươn mình trên bầu trời xanh thẳm như một minh chứng mạnh mẽ của niềm tin và sự hiệp nhất nơi những con người chân chất hiền hòa nơi đây. Chỉ có những dụng cụ máy móc thô sơ cũng có khi phải khuân vác vận chuyển bằng đôi tay của rất nhiều người trong giáo họ Bảo Long để tạo ra những khối bê tông
rắn chắc. Ví như chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Hôm nay, cùng với cha xứ Giuse đáng kính, chúng ta trọng thể dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu thẳm vì những ơn lành Chúa đã ban cho gia đình họ Đạo Bảo Long qua công trình này. Chúng ta cũng đừng quên dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành như một biểu lộ của lòng hiếu thảo, đền đáp phần nào công ơn của quý đức cha, quý cha, quý ân nhân và từng thành viên trong họ Đạo thân thương này. Để có được ngày vui hôm nay, tất cả và từng người trong giáo họ, đặc biệt giới trẻ chúng con, nguyện ghi tâm và tri ân tới tất cả những ai đã góp công của, đặc biệt là lời cầu nguyện cho công trình nhà thờ Bảo Long. Chúng con nhớ đến những bàn tay, đôi chân, những đôi vai vác từng viên đất to để tạo nên chính nền móng của ngôi nhà thờ đây. Xin hát mãi lời tri ân Thiên Chúa. Nguyện một đời khắc ghi tình người vẫn chung tay. Cảm ơn tất cả quý ân nhân, cảm ơn tất cả những ai bằng cách thế Chúa ban cho mình đã góp công sức cho công trình đặc biệt này được hoàn thành tốt đẹp.